Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Jonah chương 1. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah con trai Amitai như vậy: Ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Jonah trỗi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Ta-rê-si. Ngươi trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Ta-rê-si với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển. Trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ. Những thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình. Đoạn họ quăng những đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Jonah đã xuống dưới lòng tàu nằm và ngủ mê. Chủ tàu bèn đến gần người và bảo rằng: Hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá trời dậy, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta thì chúng ta khỏi chết. Kế đó, chúng nói cùng nhau rằng: Hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm để cho biết tai vạ này đến cho chúng ta là vì cớ ai. Vậy họ bắt thăm và thăm trúng nhầm Jonah. Bây giờ họ nói cùng người rằng: Khá cho chúng ta biết vì điều chi mà tai vạ này đến trên chúng ta. Ngươi làm nghề gì và từ đâu mà đến? Xứ ngươi ở đâu? Ngươi thuộc về dân nào? Người trả lời rằng: Ta là người Hebrew và ta kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời. Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người ấy cả sợ và bảo người rằng: Ngươi đã làm việc gì đó? Bây giờ họ đã biết rằng người trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va vì người đã khai ra cho họ. Vậy họ nói rằng: Chúng ta sẽ làm gì về ngươi hầu cho biển yên lặng cho chúng ta, vì biển càng động thêm mãi. Người trả lời rằng: Hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển thì biển sẽ yên lặng cho các anh, vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Những người ấy bắt tay chèo vào bờ, song không được, vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài. Chúng tôi nài xin Ngài chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này, và chớ khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Đoạn họ bắt Jonah quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện cùng Ngài. Chương 2. Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Jonah. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà rằng: Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Ngài đã quăng tôi trong vực sâu nơi đáy biển, và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi. Hết thảy những sóng lượn và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi. Tôi đã nói rằng tôi đã bị ném khỏi trước mắt Ngài. Dầu vậy, tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài. Nước bao phủ lấy tôi cho đến linh hồn tôi. Vực sâu vây lấy tôi tư bề. Rong rêu vấn vít đầu tôi. Tôi đã xuống đến chân nền các núi. Đất đã đóng then nó trên tôi đời đời. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố. Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài vào đền thánh Ngài. Những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Nhưng tôi
tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, và nó mửa Jonah ra trên đất khô. Chương 3. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Jonah chờ dậy và đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Vả Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Jonah khởi đầu vào trong thành đi 1 ngày thì rao giảng và nói rằng: Còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive. Vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng: Không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước. Nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời. Phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng, hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Bây giờ, Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình. Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Chương 4. Bây giờ Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài. Ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi, vì về phần tôi, chết còn hơn sống. Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng: Ngươi giận có nên không? Bây giờ Jonah ra khỏi thành Ninive, ngồi phía đông thành ấy. Tại đó người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy mà đợi xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. Vả, Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Jonah, đặng phủ bóng trên đầu người và cứu người khỏi sự khổ cực. Jonah rất vui vì cớ dây ấy. Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu. Sâu chích dây ấy đến nỗi héo. Đoạn, đến khi mặt trời mọc, Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông, và mặt trời dọi xuống trên đầu Jonah đến nỗi ngất đi và cầu chết mà rằng: Về phần tôi, chết còn hơn sống. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Jonah rằng: Ngươi nổi giận vì cớ dây này có nên không? Người thưa rằng: Tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó. Ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sinh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta há không đoái tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao? Chương 9. Đức Chúa Giê-xu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh, rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh. Ngài dạy rằng: Đi đường chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc, cũng đừng đem 2 áo. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ,
và phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ. Vậy các sứ đồ ra đi, từ làng này tới làng kia, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Bây giờ Hê-rốt là vua chư hầu, nghe nói về các việc xảy ra thì không biết nghĩ làm sao. Vì kẻ này nói rằng Giăng đã từ kẻ chết sống lại, kẻ khác nói rằng Ê-li đã hiện ra, và kẻ khác nữa thì rằng một trong các đấng tiên tri đời xưa đã sống lại. Song Hê-rốt thì nói: Ta đã truyền chém Giăng rồi, vậy người này là ai mà ta nghe làm những việc dường ấy? Vua bèn tìm cách thấy Đức Chúa Giê-xu. Các sứ đồ trở về trình cùng Đức Chúa Giê-xu mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ đồ đi tẻ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bết-sai-đa. Nhưng dân chúng nghe vậy thì đi theo Ngài. Đức Chúa Giê-xu tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời và chữa cho những kẻ cần được lành bệnh. Khi gần tối, 12 sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng: Xin truyền cho dân chúng về để họ đến các làng các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn, vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Song Ngài phán rằng: Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa rằng: Ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân này, thì chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Và bây giờ có độ 5.000 người nam ở đó. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Hãy biểu chúng ngồi từng hàng 50 người. Môn đồ làm theo lời, chúng ngồi xuống hết thảy. Đoạn Đức Chúa Giê-xu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được 12 giỏ đầy những miếng thừa. Một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu đang cầu nguyện riêng, môn đồ nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài hỏi rằng: Trong dân chúng họ nói ta là ai? Thưa rằng: Người này nói là Giăng Báp-tít, người kia nói là Ê-li, kẻ khác nói là một trong các đấng tiên tri đời xưa sống lại. Ngài lại hỏi rằng: Còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là đấng Christ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu nghiêm cấm môn đồ nói sự ấy với ai và phán thêm rằng: Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ Thánh mà đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời. Độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Và này, có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Mô-sê và Ê-li, hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời, là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem. Phi-e-rơ cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra thấy vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu và hai đấng ấy đứng gần Ngài. Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Đức Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ thưa Ngài rằng: Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng 3 trại, một cái cho Thầy, một cái cho Mô-sê và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi. Khi người còn đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ lấy, và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi. Bây giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: Này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người. Khi tiếng ấy phát ra thì Đức Chúa Giê-xu ở một mình. Các môn đồ nín lặng, không nói cùng ai về sự mình đã thấy. Bữa sau,
khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến đón rước Ngài. Một người trong đám đông kêu lên rằng: Lạy Thầy, xin Thầy nói đến con trai tôi, vì là con một tôi. Một quỷ ám nó, thình lình kêu la, quỷ vật vã nó dữ tợn, làm cho sôi bọt miếng, mình mẩy nát hết rồi mới ra khỏi. Tôi đã xin môn đồ Thầy đuổi quỷ đó, nhưng họ đuổi không được. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và bội nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhịn các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con của ngươi lại đây. Đứa con trai vừa lại gần, quỷ xô nó nhào xuống đất và vật vã dữ tợn. Xong Đức Chúa Giê-xu quở nặng tà ma, chữa lành con trẻ ấy và giao lại cho cha nó. Ai nấy đều lấy làm lạ về quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời. Khi mọi người đang khen lạ các việc Đức Chúa Giê-xu làm, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Về phần các ngươi, hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng. Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, vì đã che khuất cho mình để chẳng rõ nghĩa làm sao, và sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy. Các môn đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng trong lòng môn đồ, thì lấy một đứa con trẻ để gần mình mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng. Dân cất tiếng nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng tôi đã cấm họ vì không cùng chúng tôi theo Thầy. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận các ngươi. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giê-xu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi và một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Giê-ru-sa-lem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Chúa Giê-xu xây lại quở hai người mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Ngài phán cùng kẻ khác rằng: Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Chương 10. Kế đó, Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Hãy đi. Này, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên con ở giữa bầy muôn sói. Đừng đem túi, bao, giày và đừng chào ai dọc đường. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ, bằng không sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác. Hễ các ngươi vào thành nào mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho. Hãy chữa kẻ bệnh ở đó và nói với họ rằng: Nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Song hễ các ngươi vào thành nào họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ mà nói rằng: Đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta. Nhưng phải biết,
nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Ta phán cùng các ngươi, đến ngày cuối cùng, thành Sodom sẽ chịu nhẹ hơn thành này. Khốn cho mày, thành Corazin, khốn cho mày thành Bethsaida. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Tyre và thành Sidon, thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội tro mà ăn năn từ lâu rồi. Vậy, đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu nhẹ hơn bay. Còn mày, thành Capernaum, mày sẽ được nhắc lên tận trời sao? Không, sẽ bị hạ xuống tới dưới âm phủ. Ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta. Ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta. Còn ai bỏ ta, ấy là bỏ đấng đã sai ta. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Ta đã thấy quỷ Satan từ trời sa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Cũng giờ đó, Đức Chúa Giêsu nức lòng bởi Đức Thánh Linh bèn nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay. Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Cha ta đã giao mọi sự cho ta. Ngoài Cha không ai biết Con là ai. Ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không có ai biết Cha là ai. Đoạn, Ngài xây lại cùng môn đồ mà phán riêng rằng: Phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy. Vì ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng từng thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng từng nghe. Bây giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ngươi đáp phải lắm. Hãy làm điều đó thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Song có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại. Đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán dặn rằng: Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy. Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Ma-ri ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vả, Ma-thê mãn lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê,
ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.